Hôm nay thì em về được một ít cá chép sư tử trắng super sọt, người rất là đẹp, tay bơi tròn, đuôi dài, đuôi lụa, mà một ít cá trắng và đen. Nếu như mọi người mà yêu thích thì có thể là ebook em nhé, để em quay em gửi cho mọi người xem.